đang là nhân viên bây giờ chuyển thành cứ như là dâu chủ tịch thì không biết là cái cảm xúc của em á thì nó như thế nào, có bị bên ngoài thị phi này không? Em thì em không quan tâm đến cái điều thị phi, nhưng mà em nghĩ là có đấy, chắc chắn là sẽ có, bởi vì trong một tập thể có nam có nữ mà nữ nhiều hơn nam chắc chắn là sẽ có thị phi. Nhưng em thì không quan tâm đến điều đấy, em chỉ quan tâm là chồng em nghĩ gì về em, mẹ chồng em nghĩ gì về em mà thôi, chứ em không quan tâm người ngoài. Cho em chia sẻ một chút là đợt đấy là trong đại dịch Covid lần đầu tiên, trong cái quá trình làm việc của em, tức là em làm việc nghề khác kiếm rất là nhiều tiền, nhưng mà vì đại dịch Covid nên là bị trì hoãn lại, cho nên em suy nghĩ là mình sẽ trở về cái công việc đầu tiên mà mình được học tập, đấy chính là học y và làm về da. Thì em có xin vào một cái spa, mẹ chồng lúc đấy mới khai trương một cái spa mới và em xin vào làm nhân viên thôi ạ. Những cái tư duy lúc đấy mà được nghe về chồng, được hình dung về chồng qua mẹ chồng kể ạ, là một người học giỏi này, thông minh này, có đầu óc kinh doanh, và lúc ấy em tưởng tượng là ông sẽ đầu to mắt cận này kia. Nhưng mà cái ánh nhìn đầu tiên khi gặp là trời ơi, xăm trổ, đội mũ, quần áo màu đen và trông rất là hầm hố, tức là khác hoàn toàn với tưởng tượng của mình. Lúc ấy có hơi sợ một xíu, bởi vì không phải là một người như mình đã tưởng tượng và nó khác trái ngược hoàn toàn luôn, hơi sợ. Như là chủ tịch kể bao lâu thì mới gặp bạn này ngoài là đời? Chủ tịch kể đâu đấy khoảng một tuần thôi ạ, tức là thời gian nó rất là nhanh, từ một tuần đến ba tuần thôi ạ. Tại vì lúc đấy là cơ sở mới khai trương và phải chuẩn bị setup rất là nhiều thứ. Thế cho nên là mẹ chồng nói chuyện với một người khác, nhưng mà có em ngồi ở đấy thì em có nghe được. Mục đích mẹ dựng lên chỉ là để mẹ cho tất cả các bác sĩ và các chủ spa được trải nghiệm cái sản phẩm mình mang từ châu Âu về. Chứ không phải mục đích kinh doanh là tôi bán hàng kiếm tiền trên dịch vụ đó. Đó, và mẹ chấp nhận đầu tư một khoản tiền rất là lớn mà mình thấy người chủ này có tâm quá. Và khi làm thì mình càng làm mình càng hiểu hơn. Nhưng mà trong các nhân viên mà làm việc ở đó thì là mình, tại sao mình lại để ý cô gái này? Thực ra thì em có biết đến vợ em từ trước đấy rồi. Nghĩa là biết trên đâu? Vợ em ngày xưa có làm review của một cái kênh trên YouTube. Thì em có một người bạn đến nhà chơi thì có giới thiệu cho em là có một cô này review tên lạ lắm. Thì lúc đầu thì em không có cảm tình gì nhiều, không có cái gì mà để mình ấn tượng cả. Thì nhiều khi mình cũng nghĩ là thôi mình gặp xem thử xem như nào, tại vì chưa biết người ở trên TV với cả người ở ngoài thì nó sẽ khác nhau như nào. Nên là em chủ đích em đến đấy để em gặp. Xong thì em thấy thế nào? Thực ra thì em thấy bình thường. Một người thì thấy đối tượng kia bình thường, còn người bên này thì thấy đối tượng này nó rất là khác thường. Đúng không? Vậy thì sao? Sao mà đến với nhau được á? Dạ, tại vì là thật ra là em không có yêu chồng em ngay từ cái lúc nhìn đầu tiên hay là trong quá trình tìm hiểu nhau, không có yêu sớm đến như vậy. Mà thật sự là yêu mẹ chồng nhiều quá. Mẹ em mất từ khá sớm, cách đây 6-7 năm rồi, nhưng mà đến khi gặp mẹ chồng thì mẹ chồng luôn tạo cho mình những cái thứ cảm xúc rất là đặc biệt. Lúc ấy chưa phải là mẹ chồng mà chỉ là sếp, là chủ tịch thôi ạ. Nhưng mà quan tâm đến mình rất đặc biệt, và nhìn thấy cách của sếp quan tâm nhân viên, quan tâm khách hàng và dùng cái tâm để làm ăn, để kinh doanh. Mặc dù nó khó khăn chậm, nhưng mà đâu đấy mình nhìn thấy cái sự lương thiện từ con người đấy. Và em nghĩ là nếu như mình lấy một người con của một người tử tế thì chắc chắn là cái người con này sẽ tử tế. Đó. Thế nên là khi mà mẹ đẩy thuyền cho hai đứa đến với nhau ấy thì... À, tức là chính mẹ là người đẩy thuyền. Dạ vâng, mẹ luôn tạo cơ hội cho hai đứa được làm việc với nhau. Kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tại vì ở gần nhiều cũng thấy là cô này cũng nhẹ nhàng, cũng hiền lành, tử tế. Thế nên là nhiên bén đến lúc nào không biết. Vậy thì bao lâu thì hai đứa nó có buổi hẹn hò đầu tiên? Em nghĩ là sau khoảng từ lúc gặp nhau đến cái lúc đến buổi hẹn đầu tiên thì nó rơi vào tầm hơn một tháng. Không lâu thế. Còn đầu tiên đi chơi riêng với nhau. Còn những lần khác thì đều ở công ty, ở spa các thứ hết, nên là không có thời gian. Đi đâu? Hai đứa đi đâu? Tại vì lúc đầu vợ em có hỏi em là em có uống được bia rượu không? Thì em cũng trả lời không thành thật cho lắm. Em bảo là em không uống được. Thì nghĩa là cái tâm lý của vợ em, nghĩa là biết em không uống được bia rượu lại càng thích rủ mình đi uống bia rượu. Lần hẹn hò đầu tiên là em cho đi ăn uống các thứ, ăn uống bia rượu. Sau cái lúc ăn uống bia rượu thì em có rủ vợ em lên một cái quán pub của bạn em làm. Thì hai đứa lên đấy lại uống rượu tiếp. Trời ơi, lúc ấy em say mềm luôn, em không biết một cái gì. Từ quán nhậu trở đi là em không còn nhớ gì hết nữa. Cho đến sáng hôm sau mở dậy là ở trong phòng của chồng em luôn. Có một cái ấn tượng đầu tiên sau cái buổi hẹn hò đầu tiên đấy là em cảm thấy người đàn ông này là người mà em có thể tin tưởng được. Đấy là buổi tối ngày hôm đấy, mặc dù hai đứa rất say và cái cảm xúc nó dâng trào lên rất là nhiều, nhưng mà chồng em không hề động người vào người em một chút nào trong cái buổi tối ngày hôm đấy để cho em ngủ.
Tức là đến ngày hôm sau em dậy và em thấy là người đàn ông ấy rất là tử tế. Hay quá. Và sau buổi đó là càng càng thấy ngưỡng mộ bằng ấy hơn. Càng thấy ngưỡng mộ hơn. Nhưng mà cái lần nó đi về rồi có mẹ ở nhà không? Thực ra là có. Lúc đấy là về cũng muộn lắm rồi nên là mẹ em cũng không biết. Nhiều khi mẹ biết mà thôi mẹ lơ luôn. Đúng như em nói ngay từ đầu chương trình là em rất yêu mẹ chồng, yêu trước khi cả em yêu chồng em. Mẹ chồng em có biết là em về đấy, về nhà chồng em, với chồng em trước khi bọn em cưới đi trong nỗi nhưng mà mẹ rất ủng hộ. Và mẹ dạy bảo rất là nhiều, nhưng không như những người phụ huynh khác là mình cấm đoán hay mình miệt thị cái người phụ nữ đó hay là người con gái đó. Nhưng đây là chỉ bảo làm thế nào để có thể hòa hợp được cả gia đình nhà em và cả gia đình nhà chồng em. Thật ra thì em là con gái, mẹ thì mất sớm, hai chị em thì ở riêng một nhà, bố thì ở nhà khác. Cho nên là bố rất là chặt con, không muốn cho con đi chơi buổi đêm, buổi tối về muộn. Nhưng mà em đấy, được một lần thì sẽ có được lần thứ hai đấy ạ. Thế cho nên là khi mà đi được một lần thì nó cứ trốn bố buổi tối đi làm về 8 giờ sạch sẽ ăn cơm cho em ăn xong là 8-9 giờ là chồng em xuống đón đi lên nhà chị đi ngủ để sáng sau đi làm thôi ạ. Và bố em không hề biết, cho đến một ngày bố em biết thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Đến bây giờ kể lại mà tim vẫn đang thình thịch thịch. Thế là sao hôm đó là bố biết rồi rồi bố? Bố gọi điện ạ, lúc đấy là chồng em vừa mới đón em lên xe máy đi được khoảng một đoạn rất là ngắn thì bố gọi điện. Con đang ở đâu đấy? Con có ở nhà không? Mặc dù là bố đang ở nhà nhưng bố gọi điện như vậy bởi vì bố biết là em không có ở nhà. Thế nên là em rất là sợ, em phải nói dối là con đi ra ngoài, con lấy đồ này kia xong rồi con về luôn. Sau đấy là em lại phải đi về nhà. Chờ bố đi xong lại đi ạ. Bố thì bố vẫn không biết cho đến khi có bầu. Phản ứng của bố là sao? Em nghĩ là bố sẽ rất là sốc và bố cũng buồn lắm ạ. Tại vì em không phải là người dám nói cái chuyện này với bố lần đầu tiên. Vì em rất sợ vì bố em rất là nghiêm khắc. Ngày hôm nay chắc nếu như bố có xem được chương trình này bố mới biết là em đi chơi đêm nhiều như thế. Nên nhà bạn trai nhiều như thế. Thế rồi sau đó thì là làm đám cưới luôn. Sau khi có bầu thì bọn em vẫn phải học giáo lý hôn nhân để được ăn hỏi trước thôi. Và bọn em mới cưới. Rồi khi mà chủ tịch biết tin thì sao? Chủ tịch biết tin thì lúc đấy em thấy thái độ của mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng bởi vì em nghĩ là mừng vì con trai mình đã có con và mình đã có cháu. Nhưng lại lo là không biết là con mình đã trưởng thành chưa để được làm bố làm mẹ. Và là bé là nay là mấy? Bạn được 15 tháng. 15 tháng. Con trai hay con gái? Con trai ạ. Con trai sung sướng lắm rồi. Đùng một phát thì là thay đổi công việc, thay đổi vị trí. Đúng rồi. Nó đang là nhân viên, bây giờ chuyển thành coi như là dâu của chủ tịch. Thì không biết là cái cảm xúc của em á thì nó như thế nào, có bị bên ngoài thị phi này không? Em thì em không quan tâm đến cái điều thị phi. Nhưng mà em nghĩ là có đấy, chắc chắn là sẽ có. Bởi vì trong một tập thể có nam có nữ mà nữ nhiều hơn nam chắc chắn là sẽ có thị phi. Nhưng em thì không quan tâm đến điều đấy. Em chỉ quan tâm là chồng em nghĩ gì về em, mẹ chồng em nghĩ gì về em mà thôi, chứ em không quan tâm người ngoài. Nhưng mà em bị áp lực công việc, lúc nào cũng phải trong trạng thái là phải cố gắng hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất theo ý của mẹ mong muốn, hoặc là mình phải làm thế nào để cho công ty phát triển lên để cho mẹ đỡ phải đi làm nữa. Trời ơi, mẹ em năng động kinh khủng. Em đã rất năng động rồi nhưng mẹ còn năng động hơn em rất nhiều lần, cho nên là mẹ giống như là một tấm gương ấy. Làm thế nào để em vượt qua được cái tấm gương đấy thì với em nó là áp lực rất là lớn. Mẹ năm nay là bao nhiêu rồi? Mẹ em sinh năm 66. Thế là khỏe lắm ạ. Bằng tuổi chị à? Mẹ là trẻ khỏe năm trăm và mẹ em làm việc không có một ngày nghỉ luôn. Thế cho nên là con dâu rất là áp lực. Bính ngọ là như thế. Nếu mẹ không đi làm mẹ sẽ không chịu được. Đúng đấy ạ. Đó, cho nên là mẹ sẽ hạnh phúc trong cái công việc của mình. Đó. Hoặc là chăm sóc gia đình, chăm sóc cháu thì bà rất là vui. Chứ bà mà nằm một chỗ là bà không có thích. Đúng rồi. Lúc đấy bọn em chưa có cưới nhau, mẹ em nói một câu là mẹ cũng có con gái và con cũng có mẹ, nhưng mà duyên số của mẹ con mình gặp nhau. Cho nên là mẹ coi con như con gái của mẹ và con cũng coi mẹ như mẹ đẻ của con. Và đấy cũng là cái câu nói mà khiến em nhớ suốt, nhớ có lẽ là suốt đời, để em cố gắng xây đắp và vun vén hạnh phúc gia đình. Rõ ràng qua cái sự việc này chị có thấy rõ không? Là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là lựa chọn.